Rồi, chào mừng tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tâm Đức Psycho. Thì trước mặt mọi người đang xem đây là một mẫu Twitter R12. Thì trước đây bên em cũng nói khá là nhiều về cái mẫu Twitter R12 này rồi. Thì hôm nay em sẽ quay sơ lại cho mọi người một xíu là hiện tại là bên em vẫn còn hàng rất là nhiều nha mọi người. Rất là nhiều size, rất là nhiều màu nè, mọi người có thể thỏa thích lựa chọn. Đó, thì mẫu Twitter R12 này là một trong những cái dòng xe mà thuộc phân khúc cao cấp của Twitter. Thì con này nó sẽ được sử dụng một bộ truyền động của SRAM Revo. Thì đây là một cái bộ truyền động mà nó nằm trong top 3 những bộ rút điện của SRAM mà đang nổi tiếng ở thời điểm hiện tại nha mọi người. Mặc dù đây là dòng rút điện thấp nhất trong 3 bộ rút của SRAM, tuy nhiên thì với cái bộ truyền động này nó cũng đem lại đầy đủ các cái giải tốc độ cũng như là cái tính năng của một bộ rút điện. Bộ rút điện này sẽ bao gồm 2 đĩa trước và 12 clip sau nha mọi người. Thì 2 đĩa và 12 clip 24 tốc độ thì mọi người có thể thỏa thích trải nghiệm các cái giải tốc độ mà hiện tại các cái dòng xe khác trên thị trường người ta đang có rồi. Đó, thì nó cũng không thua kém gì đâu. Tuy nhiên thì với SRAM thì nó sẽ tối ưu hơn về cái mặt thiết kế. Ở đây thì SRAM nó sẽ thay vì sử dụng điện là xài dây thì ở đây người ta sẽ sử dụng Bluetooth nha mọi người. SRAM nó sẽ kết nối Bluetooth giữa tay đề và gạt đĩa cũng như cùi đề thay vì là kết nối bằng dây điện như là Shimano. Đó, thì nó sẽ tối ưu hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ được trang bị full một bộ rúp của SRAM luôn. Đó, thì chúng ta sẽ có tay đề lắc của SRAM này. Đó, thì thao tác chuyển thì cũng rất là đơn giản thôi. Ở đây thì hiện tại nhà máy người ta sẽ set up sẵn cho mình là bên tay phải này là mọi người sẽ lên đề. Đó, lên cùi đề sau nha. Bên tay trái thì là xuống đề. Đó. Rồi, còn với cái gạt đĩa này thì chúng ta sẽ nhấp hai cái cùng một lúc nha mọi người. Thì nó sẽ lên và xuống. Đó, mọi người nhấp một cái thì nó sẽ lên, nhấp một cái cùng một lượt thì nó sẽ xuống. Đó. Đó là cái phần tay đề nha. Thì với cái tay đề này thì mọi người cũng có thể là set up theo cái yêu cầu của mình luôn, theo nhu cầu cá nhân của mình luôn. Tuy nhiên thì nó sẽ có vài chế độ trên nó để mọi người chuyển đổi thôi. Cái này thì phải liên quan tới mặt kỹ thuật rất là nhiều. Đó, mọi người cần phải tìm hiểu để mà chỉnh cái này mới chính xác được nha. Còn tìm hiểu sơ bộ thì mọi người không thể chỉnh được. Bộ truyền động của con này thì nó sẽ đi nguyên một bộ thay vì là lai tạp giống như là các cái hãng xe khác. Đó, thì nó sẽ bao gồm tay đề nè, gạt đĩa nè, sên nè, cùi đề nè, clip nè, cũng như là phần heo dầu này thì nó cũng sử dụng chung của SRAM luôn, kể cả phần đĩa thắng này luôn nha mọi người. Thì khi mọi người sang đĩa, sang clip hay là bất kể một cái thao tác nào ở trên này thì người ta cũng đã tính toán, cũng đã thiết kế hết rồi. Nó sẽ cho chúng ta một cái độ êm ái, độ mượt mà nhất định. Đó. Với chiếc xe này thì chúng ta sẽ được trang bị một cái cấu hình full carbon, bao gồm ghi đông nè, rồi khung sườn nè, phuộc nè, rồi cọc yên. Đó, kể cả vành này cũng được sử dụng vành carbon nha mọi người. Với cái vành của Twitter đợt này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mới ở phần tem. Thì với cái tem của Retrobike đợt này thì người ta sẽ tinh gọn hơn rất là nhiều. Thứ hai là ở đây chúng ta sẽ có một cái phản quang. Thì khi một người đi ngoài đường có một cái vật thể nào, có một cái ánh sáng nào nó chiếu vào thì nó sẽ phản quang lại. Thì khi đó nó sẽ vừa là điểm nhấn của chiếc xe, vừa là tính thẩm mỹ, vừa tăng cái tính an toàn. Để khi mà một người đi ngoài đường mà có đèn rọi vào thì nó sẽ phát sáng, thì người ta sẽ phát hiện ra mình dễ hơn nha. Rồi, thì lốp ở đây chúng ta sẽ có lốp của Continental Ultra Sport 700x25C. Thì đây là một cái thông số chuẩn của cái dòng xe đạp đua rồi. Đó, mọi người có thể hạ xuống 723 hoặc là 728 tùy vào cái địa hình và tùy cái nhu cầu, tùy vào cái sở thích của mọi người nữa nha. Đi giờ 723 thì nó sẽ lướt hơn rất là nhiều nè. Rồi nhưng mà bù lại thì đường của mình nó phải đẹp. Đó, 728 thì nó sẽ chậm hơn một xíu nhưng mà phù hợp với cái đường nó gồ ghề. Đó. Với cái vành của Retrobike đợt này thì chúng ta sẽ được sử dụng một cái đùm bọc carbon nha mọi người. Đùm này không phải là đùm carbon. Với cái đùm bọc carbon này thì phía trong chúng ta sẽ được sử dụng bạc đạn của ceramic. Bạc đạn của ceramic thì nó sẽ bền hơn rất là nhiều và trớn hơn rất là nhiều so với lại bạc đạn thường nha mọi người. Đó, đó là cái điểm mạnh của dòng Twitter R12 này. Còn dây thì ở đây chúng ta chắc chắn sẽ được âm hết rồi. Bởi vì sao? Ở đây chúng ta sẽ chỉ có mỗi sợi dây dầu thôi. Người ta cũng thiết kế đi âm vào trong cái phần ghi đông này, rất là đẹp, dây rất là gọn gàng. Còn chuyển đề, chuyển số thì chúng ta sử dụng Bluetooth rồi, rất là gọn gàng, rất là tiện lợi. Hiện tại thì bên em có rất là nhiều màu, rất là nhiều size về cái mẫu Twitter R12 này. Mọi người mà cần tư vấn về size màu nè,
cũng như là phương thức vận chuyển nè, thì mọi người có thể liên hệ với số điện thoại bên dưới. Mẫu xe này hiện tại đang có giá là 49.990.000 nha mọi người. Hiện tại trước Tết bên em đang có chương trình giảm giá trực tiếp trên cái mẫu này luôn, thì giảm đến 700.000, chỉ còn 49.290.000 thôi. Mọi người mà quan tâm thì có thể liên hệ với số điện thoại em để bên dưới màn hình nha. Còn video ngày hôm nay thì thông báo sơ mọi người một xíu về cái mẫu Titer R12 này. Đó, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp mọi người ở cái video lần sau.